Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ khi chờ đợi video mới của chúng tôi. Dạo này để ý ở phần bình luận thì đã thấy có một vài đồng chí bắt đầu than chán với câu chuyện về khủng long của tôi rồi. Biết làm sao được, tên kênh là Mê Khủng Long mà không nói về khủng long thì nói về cái gì bây giờ. Nhưng thôi, tôi cũng thử đổi gió một hôm vậy. Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kỳ lạ về một loài thú kỳ lạ, cũng như những họ hàng cũng kỳ lạ không kém của chúng. Thử nhớ lại xem bạn đã bao giờ từng nghe tới một nhóm động vật kỳ lạ sống ở một quần đảo xa xôi với những cái mũi kỳ diệu được dùng vào đủ mọi loại việc, trong đó có một loài có chân nhưng không thèm di chuyển bằng chân mà dùng mũi của chúng để di chuyển chưa? Những con vật này có thật hay không? Chúng đến từ đâu? Ai là người đã mô tả chúng? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Quay ngược thời gian trở lại năm 1957, một cuốn sách khoa học gây chấn động đã được xuất bản tại Stuttgart, Đức với nhan đề Vor aller Ben der Rhinogradentia, khi dịch ra có nghĩa là hình thái và đời sống của bộ Rhinogradentia. Tác giả của cuốn sách là một nhà động vật học người Đức tên là Harald Stumke, đồng thời người vẽ minh họa cho cuốn sách là một nhà động vật học khác tên là Gerold Steiner. Trong cuốn sách này thì Stumke đã thuật lại những kiến thức và mô tả của mình về một quần đảo kỳ lạ có tên là Haiyi, một quần đảo nhỏ nằm ở phía nam Thái Bình Dương gồm 18 đảo nhỏ gộp lại. Chúng là những hòn đảo xa xôi, hẻo lánh và gần như tách biệt với phần còn lại của thế giới. Ngôn ngữ của người dân ở đây nghe có vẻ rất vui tai khi họ đặt cho các hòn đảo của mình những cái tên đọc liền muốn trẹo lưới như Anurusa Wubisi, Aqua Wusa, Hidudaifi, Mitudina, Nurubisi, Osudosa. Toàn bộ quần đảo rộng 1690 km² với ngọn núi cao nhất cao 2230m nằm trên hòn đảo chính của Haiyi là Hidudaifi. Chính vì xa xôi hẻo lánh như vậy, phải đến năm 1941 thì hòn đảo này mới được phát hiện và mô tả lần đầu tiên bởi một người Thụy Điển tên là Einar Bertelsen Skanvis. Einar không biết bằng cách may mắn nào đã vô tình lạc đến Haiyi sau khi cố trốn thoát khỏi trại tù của phát xít Nhật, lúc đó đang cai trị vùng biển Nam Thái Bình Dương. Khi lên được đảo này thì Einar kinh ngạc không chỉ vì nó đã có những cư dân con người cư trú sẵn ở đó là tộc Huatka Huchi từ hàng nghìn năm trước, mà còn bởi ở trên đây toàn những loài động thực vật nguyên thủy kỳ dị, chẳng hạn như cây giống dương sĩ, côn trùng giống gián, chuồn chuồn sáu cánh, và độc đáo nhất chính là một nhóm động vật có vú với ngoại hình giống chuột trù nhưng sở hữu cái mũi vô cùng khác biệt và bình dương. Những cái mũi này thậm chí còn không được gọi là mũi mà về sau các nhà khoa học phải đặt cho chúng một thuật ngữ riêng gọi là nasorium. Đồng thời nhóm động vật có vú này cũng được xếp thành một bộ riêng gọi là Rhinogradentia, dịch ra có nghĩa là động vật di chuyển bằng mõm. Tại sao lại như vậy? Xin thưa, những con Rhinogradentia này có rất nhiều loài nhưng chúng đều có điểm chung là cái mũi cũng như phần mõm đã được tiến hóa khác biệt để đảm nhận nhiều công việc khác nhau, từ di chuyển cho đến bắt mồi, thậm chí là để bay. Vâng, có một giống Rhinogradentia gọi là Autopteryx với cái tai to so với cơ thể của chúng, và chúng có thể đập đôi tai quá khổ này để bay giống như chú voi Jumbo trong phim hoạt hình Disney vậy. Đồng thời chúng dùng mũi như một cái bánh lái để chuyển hướng. Còn giống dùng mũi để nhảy cóc gọi là Hopsorhynchus, tên của nó cũng có nghĩa là mũi nhảy luôn. Tuy nhiên, ấn tượng nhất và cũng là nguồn cảm hứng cho cái tên Rhinogradentia đó chính là loài Nasobima lyricum, được cư dân bản địa gọi là Honatata. Trông chúng có ngoại hình giống như chuột nhưng cái mũi thì đã tiến hóa thành hai cặp xúc tu dài mọc ra từ mặt, dùng để đi thay cho chân, mặc dù chúng vẫn có chân nha. Hai chân sau thì đã tiêu giảm mạnh, hầu như không còn chức năng gì, trong khi hai chân trước khá dài tỏ ra linh hoạt, dùng cho việc cầm nắm và giao tiếp giữa các cá thể. Vì từ một cái móm tách ra thành bốn cái móm nên Nasobima phải kiểm soát chúng bằng một hệ thống cơ mũi hết sức phức tạp. Do mũi đã dùng để đi lại nên tuyến lệ của Nasobima mở rộng và đảm nhận luôn chức năng hô hấp. Nhưng còn Nasobima trưởng thành có một cái túi giữa ở vùng họng nên chúng chứa còn non như cái túi ở chuột túi vậy. Để có thể di chuyển được bằng mũi thì có hai đặc điểm thích nghi ở Nasobima. Đó là cái mũi của chúng có thể cứng lên như dương vật khi cần, đồng thời có một ống dẫn khí bên trong để bơm khí vào hoặc đẩy khí ra, tạo ra sự linh hoạt cho bốn cái xúc tu. Chưa hết, cái đuôi của chúng thậm chí còn kỳ dị không kém cái mũi, nó có thể co giãn được đồng thời rỗng bên trong. Chúng có thể quăng đuôi lên cao để vin cành xuống hay trái cây hoặc để đu lên cao khi cần. Sự co giãn của cái đuôi được thực hiện bằng việc dùng khí thải từ hệ tiêu hóa bơm vào trong khoảng rỗng của cái đuôi, vừa tự cung tự cấp mà lại vừa linh hoạt nhẹ nhàng. Trông nhỏ bé nhưng Nasobima lại rất sạn người. Thứ duy nhất mà chúng sợ trên hòn đảo này chính là loài họ hàng Tyrannosaurus Imperator hung tợn. Sau phát hiện của Einar, rất nhiều nhà khoa học quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đến quần đảo Haiyi cũng như bộ Rhinogradentia và họ đổ xô đến quần đảo này để thực hiện nghiên cứu. Harald Stumke cũng là một trong số đó, và có vẻ Stumke là người thành công nhất khi biên soạn được cả một cuốn sách công phu về Rhinogradentia. Trong cuốn sách, ông đã tổng hợp và mô tả 138 loài khác nhau thuộc bộ Rhinogradentia cùng hành vi lối sống cụ thể của chúng.
Stumker muốn xuất bản cuốn sách của mình để công bố cho cả thế giới biết về những con Rhino Gradentia kỳ lạ. Bản thảo của cuốn sách được gửi cho Gerolf Steiner để vẽ minh họa, nhưng khi Steiner chưa kịp hoàn thành phần vẽ minh họa của mình thì thảm họa đã xảy ra. Vào cuối thập niên 1950, một số địa điểm tại Thái Bình Dương trở thành nơi để các cường quốc thử bom hạt nhân, và do một vụ thử bom của Mỹ tiến hành gần đó, quần đảo Hawaii đã xui xẻo bị hủy diệt và chìm hoàn toàn xuống biển, mang theo không chỉ toàn bộ cư dân cũng như hệ sinh thái độc đáo của nó, mà còn là tất cả các nhà khoa học đang nghiên cứu trên đảo. Tất nhiên là cả bộ động vật Rhino Gradentia có 102 trên thế giới nữa. Harald Stumker cũng là một trong những nạn nhân, đồng nghĩa với việc bản thảo mà Gerolf Steiner đang giữ để vẽ minh họa là tài liệu duy nhất còn nói về Hawaii cũng như những loài động vật thuộc bộ Rhino Gradentia. Steiner sau đó đã quyết định hoàn thành việc vẽ minh họa cho cuốn sách, đồng thời gửi bản thảo đi xuất bản để tưởng nhớ Stumker cũng như quần đảo Hawaii và hệ sinh thái của nó. Vâng, một câu chuyện cũng như một cuốn sách như vậy đương nhiên là phải gây chấn động rồi. Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết những động vật thuộc bộ Rhino Gradentia độc đáo ra sao, chúng tiến hóa như thế nào, hành vi cụ thể là gì và cái mũi hay còn gọi là nasorium của chúng có thể làm được những gì. Cuốn sách của Stumker bán khá chạy, được dịch ra vài thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Ý. Tuy nhiên, một số người theo chủ nghĩa hoài nghi lại bắt đầu đặt câu hỏi, những động vật đi bằng mũi có khó tin quá không? Liệu chúng có thật không? Điều lạ lùng là gần như chẳng ai trên thế giới biết về Hawaii và Rhino Gradentia, ngoài trừ người vẽ minh họa cho cuốn sách là Gerolf Steiner. Người ta từng truy tìm tác giả của cuốn sách là Harald Stumker, nhưng không hề có kết quả phù hợp. Như vậy, tất cả đầu mối của câu chuyện này đều quy hết về cho Gerolf Steiner. Nhân vật này thật sự là ai? Về Gerolf Steiner, trước hết phải nói rằng ông này cũng là một nhà động vật học có tiếng tăm ở Đức. Ông sinh năm 1908 tại Strasbourg khi vùng đất này vẫn còn lãnh thổ của Đức. Thông minh quốc sẵn tính trời, cậu bé Gerolf Steiner từ nhỏ đã có tiếng là học giỏi và có đầu óc khoa học. Đến năm 1931, khi chỉ vừa 23 tuổi, tuổi mà nhiều sinh viên Việt Nam vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học nổi, thì Steiner đã lấy được bằng tiến sĩ tại Đại học Heidelberg. Đến năm 1949, tức khi Steiner 41 tuổi, ông đã được chỉ định làm giáo sư cũng tại Đại học Heidelberg. Đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp học tập, có được một công việc ổn định với mức thu nhập khá tốt, những tưởng Steiner sẽ có một cuộc sống và sự nghiệp bằng phẳng cho đến cuối đời. Nhưng không, ẩn sâu trong con người của nhà động vật học tài giỏi này là một tính cách thích đùa, và sự bằng phẳng đó khiến ông thấy muốn làm gì đó để cuộc đời mình trở nên thú vị hơn. Steiner rất thích vẽ minh họa. Vào năm 1945 thì ông từng vẽ một bức minh họa để tặng cho một sinh viên thay lời cảm ơn vì người sinh viên đó đã tặng cho ông một ít đồ ăn. Lấy cảm hứng từ một bài thơ nhảm nhí của Christian Morgenstern, nói về một sinh vật đi bằng mũi thì Steiner đã vẽ ra sinh vật đó bằng trí tưởng tượng hết sức phong phú của mình. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Steiner. Sau khi đã tặng bức minh họa cho người sinh viên nọ thì Steiner lại xin lại bức vẽ rồi làm lại một bản sao khác. Trong một lần lên lớp để thử xem các sinh viên của mình có chú ý vào bài giảng hay không, ông đã thử nói về sinh vật kỳ lạ do mình tưởng tượng ra trước mặt họ. Không ai trong số họ nhận ra rằng đó chỉ là một loài vật tưởng tượng. Nhiều người còn chăm chú lắng nghe và ghi chép lại lời giảng của Steiner. Thích thú trước kết quả ban đầu của trò đùa này thì Steiner bắt đầu dấn sâu hơn vào nó, đưa loài vật đi bằng mũi vào nhiều bài giảng hơn. Có lẽ kiến thức uyên bác của Steiner về động vật đã giúp ông dễ dàng qua mặt những sinh viên non nớt, không mảy may có suy nghĩ rằng ông thầy đáng kính lại đang chiến đấu phần phật trước mặt mình. Sau những thử nghiệm trên giảng đường thì Steiner vẫn chưa muốn dừng lại. Cuối cùng ông quyết định đã đùa thì phải đùa cho tới. Vì là Steiner bắt tay vào viết hẳn một cuốn sách nói về loài vật đi bằng mũi cùng những người họ hàng của nó. Và đó chính là sự ra đời của Rhino Gradentia. Để tăng tính thuyết phục thì ông tạo ra một nhà động vật học không có thật tên là Harald Stumker. Hay nói cách khác thì Gerolf Steiner chính là Harald Stumker. Đến lúc này thì nhiều người từng đọc cuốn sách và tin vào câu chuyện cũng như những chi tiết trong đó mới ngã ngửa ra. Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa hết sức công phu, khéo léo nhưng cũng không kém phần hài hước. Bằng trí tưởng tượng của mình thì Gerolf Steiner đã tạo ra cả một quần đảo giả tưởng với các hệ sinh thái giả tưởng, những cái tên khó đọc từ địa danh cho đến tên của các loài vật trên đó, chủ yếu là lấy cảm hứng từ bài thơ nhảm nhí của Christian Morgenstern mà chúng ta vừa đề cập. Không chỉ vậy, ông thậm chí còn nhại lại những danh pháp khoa học nổi tiếng để đặt danh pháp cho những sinh vật cú lừa của mình, chẳng hạn như Tyrannosaurus Imperator, nhại Tyrannosaurus Rex. Dù đây là một cú lừa hoàn toàn, nhưng Gerolf Steiner đã đánh lừa thành công rất nhiều người vì giọng văn khách quan, khoa học cũng như những mô tả tài tình của mình. Thậm chí nhiều nhà khoa học cũng hùa theo cú lừa này khi công bố những nghiên cứu giả ăn theo Rhino Gradentia. Cho đến nay thì nhiều người vẫn dùng Rhino Gradentia như một trò đùa cá tháng tư để chơi khăm những người yêu động vật nhưng lại cả tin. Còn Gerolf Steiner sau cú lừa này vẫn rất chuyên tâm cống hiến cho ngành động vật học, trở thành chủ nhiệm khoa động vật học tại Đại học Kỹ thuật Karlsruhe. Sau đó thì ông về hưu và đến năm 2009, ông qua đời 5 tháng sau sinh nhật 101 tuổi của mình. Vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì đừng quên đăng ký và theo dõi Mê Khủng Long TV trong tương lai các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.